À, Ui, anh ơi. đẹp thế. Nhưng mà ở đây có cái dế cây con dế cái gì đây? Dế cây ở trên này nào. Nước này rất trong luôn, nước sạch. À, ôi trong kia đẹp chưa? Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình có dịp đi vào nhà em Trần. Nghe nói em Trần bảo là ở trên này có một cái hang rất đẹp. Nên là hôm nay anh em mình quyết định lên khám phá. Đấy, lối đi bộ lên đây này. Đây là họ xây bậc đi lên trên hang này. Đấy, mình đi bộ được tầm 200 mét rồi. Đi còn xa không Trần ơi? À, thì rất là nóng. Nóng quá nhỉ? Cực kỳ nóng luôn. Đấy, bây giờ mọi người sẽ cùng mình đi vào khám phá xem là trong cái hang này nó có cái gì. Thấy anh tên là gì anh nhỉ? Dạ. Anh tên là gì nhỉ? Anh Sử. À, anh Sử à? Anh Sử. Sử à? Anh Sử. Phử. À. Lấy đi leo dốc lên mệt lắm. Đấy, đi từ dưới kia lên kìa. Ui, trời đang rất nắng luôn. Con gì ấy? Con ốc. Ừ, con này con ốc đá này. Con này họ ăn được mà. Đi trên đường thì nhặt được ốc này. Con này vẫn sống nhá. Để đây cho nó sống. Nhưng mà đường nó dài nhựa thế này. Lúc ấy vừa đi lên dốc, bây giờ đi xuống dốc. Sắp đến nhá anh ơi. Đi xa phết đấy nhờ. Mồ hôi nhễ nhại luôn. Trong hang này đẹp lắm à Trần? Đẹp không? Đẹp. Đẹp tuyệt vọng không? Mình hay đẹp tuyệt trần? Đẹp cực xám thì đẹp. Anh có đèn rồi đấy, vậy anh mang đèn rồi đấy. Tuyệt vọng. À đây họ đốt củi đây này. Đấy, theo lời kể của anh hướng dẫn viên thì hang này bây giờ trước là có khách về nhiều nhưng mà bây giờ là đường lên nó hỏng, bây giờ không ai lên. Đây đúng không? Cửa khóa hết. À. Đi vào đây á? Ừ. Ôi sao mối chịu thế? Ồ. Ừ. Hang bé này rồi à? Chỉ bé thế thôi. Cửa thì ồ. Đấy nhá, đây các bạn nhá, đây là đường đi vào hang này. Con gái không ai luôn này. Lấy được bên này. Cửa hang bé nhỉ? Đấy, anh này là anh bảo vệ hang này, anh cầm chìa khóa ở đây. Đi đi. Tối đấy nhở? Em đi sau. Bọn anh Trường với Trần đi vào chơi. À đèn đây, để anh cầm đèn. Đấy, bây giờ mình đi bắt đầu đi xuống hang nha. Nhưng mà hang này cũng chả ai xuống bao giờ đâu nhỉ. Hang này tối quá. Bọn nó đút gì vào rồi? Móc cái gì vào? Lâu quá chắc cái gì dị luôn. Lâu không mở hay sao nhỉ anh ạ? Nước bị oxy hóa. Phải mùa. Nhưng mà con nhìn cửa hang này bé. Em thấy nhiều hang mà bảo là bên trong nó rộng, là cửa hang nó to lắm. Đấy. Ôi sao ở đây nó có cả đinh thế này anh? Đấy. Đây là một cái lại cửa. Đây là cửa. Đây là cửa. À, bây giờ bịt này. Còn luôn ngay mà không tin. Trường đi chơi. Từ em cho cái này vào đây đã. Anh đi trước nhá. Đấy, bây giờ anh em mình, bốn anh em mình bắt đầu đi vào cửa hang. Rồi ẩm ướt thế nhở. Có trơn không anh? Trong này hơi tối. Anh đi chậm thôi nhá, đợi bọn em về.
Ây giờ hàng này sâu ấy, hàng này có vẻ sâu ấy. Trong này là có thú có ấy gì không anh? Có đấy. Trước ấy. Có giòn á? Giòn với chuột cống. À. Giòn với chuột chuột cống à? Trong này độ ẩm rất cao. Ui đấy. Trơn đấy nhỉ? Xuống dưới này nó có dốc này không anh? Ngay đây là bàn ở dưới này. Ừ. Anh cho em mượn cái đèn của anh tí được không? Anh lấy cái đèn của em ấy. Trong này tối lắm mọi người ạ. Hôm nay là không cần cái đèn pin sáng. Đấy, là chuẩn bị này là đi thăm ông kia thôi mà. Để quên mang đèn luôn. Để ừ. Sáng mà. À được, được, được. Lau camera cái. Thực sự hang này thì mình cũng chưa nghe bao giờ. Hôm qua lên đây thì thấy em Trần em bảo trên này có hang à, đẹp lắm. Chưa ông ơi, trở tới mình chưa đi nghe nó dán cái gì đâu mà. À. Cái này họ mặc kéo điện. Trơn đấy nhá, đi cẩn thận nhá chú ơi. Trơn đấy nhá. Cái này ông người ta mà đi có cần biết kéo điện không? Bây giờ bắt đầu đi cui xuống này. Ai giờ rộng nhờ. Ở dưới này có cả là ao nước anh á. Ôi trong này rộng kinh khủng luôn. Hôm nay là đèn hơi tối. Như kiểu hang thao luôn. Như kiểu hang luôn. Đây nghe anh ấy kể bảo là cái hang này còn có một cái ao ở ngay dưới này kìa. Ôi. Trong này có cá không anh? Không có. Trên này nó có một ao ở trên này nữa mà. Bỏ dép ở đây được không nhỉ? Bỏ đi bỏ dép vào. Ôi xô, đây hang này, hang này hoang sơ quá nhở. Hang này thì có người bảo vệ, bây giờ là khóa vào rồi nên là lâu quá không có người nào vào đây. Nhưng mà trong này nó mùi gì nhỉ? Mùi đất ấy là mùi đất. Ôi rồi, cái nhú đá này to chưa? Anh hang này, anh ước soi lên trên hang này nào. Trên này rộng lắm. Soi lên trên nhá. Mùi như cái ga nhỉ? Ui rộng thế nhỉ. Cái này phải cập tỉnh vào được. Ua ao nước á. Trong này có rắn rết gì không anh? Có chăn đá. Có chăn đá cơ. À chăn đá thì bình thường. Ui dồi trong này như kiểu cái bể bơi này. Đẹp đấy chứ. Nước hôm nay là rất tiếc là không mang đèn sáng đi. Có hai đèn nhưng mà đèn hơi yếu. Ui, nhu đá ở đây rất đẹp này. Ủa, nhu đá đẹp nhỉ. Trong này có như kiểu có bùn này. Không, cái này là... Đây, nhu đá đây. Đấy. Nhu đá rất nhiều nhá mọi người nhá. Hôm nay lần đầu tiên mình nghe hang này và cũng là lần đầu tiên đi vào trong hang. Trong này rộng lắm. Đấy, tít tận bên kia mà. Này không khác gì một cái sân bóng trong nhà. Trong này lạnh nhờ. Ây da, nước chảy trên này xuống này. Trên này giống như cái đầu kỳ ấy. Anh vào trong này anh có gặp rắn bao giờ không? Trước có người vào mới thấy 2-3 con ấy. Bây giờ chắc không có đâu nhỉ. Còn đi vào sâu anh? Sâu lắm. Còn đi vào nước à? Vẫn đi vào nhưng chưa sâu lắm. Ồ. Chính là đi vào tầng 2 nên chắc phải rơi thẳng khoảng 1 tiếng. À thế là hang này là có 2 tầng à? Ơ nhưng mà cái đá này không trơn đâu nhá nhỉ anh nhỉ? Đá này không trơn đâu. Ờ đá này nó dư cực kỳ là bám chân này. Nó như kiểu là xi măng ấy. Đi dép mà không hề trơn tí nào luôn. Cái này đẹp dép luôn. Ừ, đấy. Hôm nay là rất tiếc là mình mang cái đèn nó hơi yếu một tí. Đây mình sẽ vào cận cảnh xem. Cái này bảo đi thăm ông già tí, cũng là lại quên mang đèn luôn.
Đây này, mọi người nhìn xem view đá đẹp chưa? Nó nguyên là một cái bức tường của nhũ đá này, nhô ra này. Từ ngoài kia vào, ngoài cửa hang vào. Đấy. Qua là anh không có đèn sáng rồi, có đèn sáng. Ờ, có đèn sáng đẹp lắm, trong này rộng lắm. Trong này còn có hẳn như một hẳn một cái ao cơ mà. Nước ở dưới này như bể bơi luôn. Đẹp quá nhiều, hôm nào mang đèn sáng mình sẽ lên đây. Đây mọi người nhìn đấy nhá, đây không phải là bùn đâu nhá, toàn đá cứng lắm. Trong này mát. Ừ, đấy. Sợ nhờ. Nhũ đá đẹp thật. Bà trượt chân từ ngoài đây mà lao vào cái này gấy được à? Nó chỉ ác đấy nhỉ? Tí thôi, nó cũng phải chắc như xi măng vào ấy. Ừ. Thế tầng 2 của nó là đi lên trên hay đi xuống dưới anh? À, đi lên trên à? Thế nếu mà cái động này thì cái hang này thì sâu tầm khoảng độ mấy trăm mét anh? Sâu thì rơi tầm khoảng gần 1000 mét đấy. Một cây số cả? Ây da, đầy nhu đá này. Nói chung là mình nhìn qua hang này thì nó vẫn giữ được cái vẻ gọi là nguyên sơ, hoang sơ ấy. Nói chung là con người không tác động vào đây nhiều. Đấy, nhu đá này. Thằng đứng luôn. Trong này rộng lắm. Nghe anh ấy kể bảo là hang này sâu một cây số. Và trong này cảm giác khó thở nhỉ. Và trong này nó thiếu oxy ấy. Anh có thấy cảm giác họng đau không? Đau á. Đau họng. Trong này nó thiếu oxy. Chú soi cẩn thận xem có con chân đá nào. Chắc vẫn có đấy nhờ. Nó ở cửa hang rồi à? Cái này chẳng khác gì như diểu ruộng bậc thang ấy nhờ. Đây không phải là bùn đâu nha, đây là nhũ đá này. Đấy. Nhũ đá này. Anh ước soi nha, soi nha, em chụp phát. À đâu rồi, em phát được. Trường bật đèn lên. Siêu đẹp cho sáng. Trường bật đèn lên. Hôm nay rất tiếc là đèn hơi yếu. Hôm nay là tình cờ đi vào đây thôi. Dưới đây sâu lắm anh nhỉ. Ui còn rơi. Rơi. Có thể bay vào. Rơi bay nhiều lắm. Anh để xoay nào. Ui trong này đẹp chưa. Anh ước xoay ra bên kia thôi nào. Rộng kinh khủng luôn. Anh ước xoay vào cái lỗ con rơi bay vào á. Rơi bay xuống kia kìa. Xuống kia nó có cái hang ngay chỗ cái bóng điện mình chỉ xuống này. Nước nó chảy xuống kia hết này. Một mình chắc cũng không dám vào đây đâu nhở. Ủa cái này đánh luôn. Ui dồi ôi. Được không? Xoay đèn cho anh. Xoay vào đây này. Xoay lên cái này. Đấy, ui dồi trên này mới đẹp này. Quá đẹp luôn. Cái măng đá rồi. Có măng đá. Ui. Kia có một cái nhũ đá rơi xuống, nó rơi vào tầm 3 mét kìa. Măng đá. Tránh nha nha, nên nó rơi vào đầu đấy. Kìa nhờ, anh nhờ, đấy chẳng đến 3 mét à. Ui. Từ đây lên đến đây kia, đấy. Nhũ thẳng xuống luôn. Ui trên này nhiều lắm. Trong này công nhận nhũ đá đẹp thật. Ui, nước lạnh thật, như tủ lạnh luôn. Lạnh lắm. Cái này uống được không? Cái này uống được không? Sợ thật đấy. Lạnh áo, uống áo này đâm vào này. Mang ra ngoài. Sợ thật.
ba cửa này giống hệt như ba cửa cửa Trường vào đây anh chụp ảnh cho Kiều vào đây nè. Cả anh nữa vào đây. Quay ra vào đây chụp chéo xuống. Không em. Ừ thế cũng được. Đây chụp anh em Kiều. Đây đây, ba người quay vào đây. Đấy. Làm kiểu kỷ niệm đấy. Ok, được rồi. Đẹp thế nhỉ. Wow, thế cũng thịt của anh. Ở trong này này. Cái này có súng được đâu. Đi vào trong này mà, quay ra vào đây. Đây mọi người nhá, nhìn này. Những cục như kiểu cục sỏi này. Ôi. Nó tạo thành những cái là như kiểu cái thử dụng bậc thang ấy. Đi ra vào đây này. Đẹp thế, nước trong vắt luôn. Như kiểu nước đá. Ừ. Nhưng mà nước này nước đá vôi không uống được. Phải đun cơ. Đun là uống được hết. Đấy. Mọi người nhìn xem đây chả khác gì cái ruộng bậc thang này. Từ chân kia này. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn. Anh thấy là tầng 2 nó đi đường nào anh? Đường 2 đi lại đi ra ngoài kia xong đi đi xuống đi lên à? À. Như kiểu cái gì khoan đấy. Ừ. Sâu hút luôn. Ở dưới này cũng đầy nước đấy. Chưa nó thành một mớ thung lũng vào dưới này. Đây á, đây. Đây là ao à? Anh được xoay này. Thế á? Anh thử đi xuống xem nào. Ủa đây trơn đấy. Em sợ lạc đường. Ây dò, sâu thế nhỉ? Bây giờ bỏ đây có lạc được không? Lạc đấy. Không đi đường ra đấy. Ôi. Có rắn có rết gì không đây? Hơi hốt. Lại thấy con gì nó lè lưới ra thì lè lưới ra là thân đai người ấy chạy đấy nhá. Cá heo à? Ở trong này nó sạch lắm. Nhìn đá nó không được trắng nhưng mà nhìn nhưng mà đá nó sạch cực kỳ luôn. Ở đây có cái dép ai rồi. Lạp đấy, nhưng mà không có mấy em đi theo lạp được. Bỏ đây lạp đấy. Khóc ở trong này chả ai biết, chết ở trong chả ai biết được. Được thà gì biết đang sống. Lúc mà đang phát hiện đầu tiên thì có 3 cái nhân vào đây. Từ lúc mà 8 giờ truy vào và đến 2 giờ có người vào đây. Sao anh, sao anh? Trước là có mưa, có người bị lạc ở đây à? Thế là họ lại vào tìm thấy à? À, nếu mà đúng rồi. Bây giờ mà mình không có đèn làm sao mình định hướng được đường ra nhỉ? Nó rộng này cơ mà. Lạnh mà. Ôi cái cục măng đá nó rơi. Hay là người ta đập gì? Không mà rơi này. Nặng quá, rơi. Đây như kiểu cái cột này, cột đình ấy nhỉ. To đùng ấy. To bằng con ô tô. Cái này mà lấy ra làm bonsai đẹp. Đoạn này mới đẹp này. Trước khi người già vào đây chắc là đấy, đoạn nhú đá này rất đẹp này. Và trong này nói chung là vào sâu ấy khó thở lắm. Đẹp nhờ. Đấy, chụp ảnh đoạn này mới đẹp. Ồ, đấy. Trong này rất tiếc là không có điện.
Ủa, đây càng đẹp anh ơi, gì này, nhìn như bonsai luôn. Ở chút tầng 2 kia, cái đá kia toàn trắng bông như ở kim cương luôn. À, ở dưới này là nó lại không trắng nhỉ, nó lại màu đục đục. Đây không trắng như ở chút tầng 2 kia, tầng 2 kia không... đây này. Đây chẳng khác gì cái gọi là cái nu nghiến đấy. Sân siêu nổi như da cóc luôn. Vào vào trong này cả đến ngày mai nó cũng đợi được. Nhưng mà ra cửa là ngất đấy. Sốc không khí ngất. Thế tầng 2 là đi ra ngoài cửa kia xong lên hả anh? Không, vẫn đi đây mà. À, vẫn đi, vẫn vào trong hang này lên thôi gì? Tầng 2 nó chưa đi hết đâu. À, tầng 1 nó chưa đi hết đâu. Rộng nhỉ. Mình có đi được ngày đâu. Đi quay, nó quay ra đấy. Bây giờ là lên tầng 2 hay là đi nào? Em có lạc đường luôn, em không biết đường nào vào. Đi hết tầng 1 à? Đường nào ra. Anh ấy có nhớ được vào không? Không, nhớ làm sao được. Đi đường mấy, anh mới nhớ được. Không, bây giờ đèn mình phải sáng mà mình hình dung được khoảng rộng cơ. Ôi, trong này có cái hang. Cẩn thận, đầu ấy. Ôi, cái này thì hiện tại là anh em mình không biết là nó đang lưu lạc ở đâu. Dưới lòng đất. Ở chút tầng 2 kia đá tỏa như thế này nhé. Anh thấy ở đây mới là tầng 1 à? Vâng. Đi lên tầng 2 còn đi lên sao không anh? Từ đây ra vào 100 mét nữa. 100 mét nữa à? Xong là trèo dài vào tầng khoảng 50 mét. Ờ, may mà có anh đi cùng không? Không là mỗi mình chẩn đi là lạc lâu rồi. Cái này bây giờ em không hình dung ra được đường ra đâu mà. Vâng. Cái này trong này nó rộng quá. Đi bộ ngắm cảnh thôi, không phải siêu tuần xem này cả, phải cả ngày. Biết đâu, may mà hôm nay đúng rồi. Anh cũng dẫn vào, em dẫn vào ba anh em mình đang khóc ở đâu rồi đấy. Lạc đấy nhờ. Ở trong đây thật đấy, may lạc ra rồi. Trong này nó tối quá, với lại cửa hang nó bé, mình không định hướng được ấy. Bây giờ anh em mình bắt đầu đi lên tầng 2 nhá. Thế anh bảo là đi lên tầng 2 thì cái nhú đá nó trắng nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mọi người tiếp tục theo dõi nhá. Thực ra mình cũng sợ ma nên đi vào trong này sợ lắm. Mọi người biết là mình sợ ma với sợ rắn rồi. Thế anh bảo là có cả chăn đá nữa thì hơi ghê. Hút vào đá. Tí lên đến đấy mình sẽ quay cho mọi người xem. Hang này nó thật là quá đẹp. Hang cực rộng luôn. Đây bắt đầu đi này. Đi xuống thôi nhưng mà đây là đang đi lên đường đi tầng 2 này. Đấy, cửa đây. Đấy, bây giờ phải đi qua cầu đây. Thôi chắc mình tắt cái đoạn này thôi. Anh cứ một mình đi làm gì nhỉ? Tí lạc á. Đấy, bây giờ phải leo lên một cái, lên tầng 2 phải leo lên một cái vách này. Vách đá này cao này, phải vừa cầm cả dây này. Vách đá này. Anh chuẩn anh vào đây. Anh hướng dẫn, anh đi trước rồi. Nào, tiếp tục trường đi. Cẩn thận nhá, trơn cẩn thận nhá, mình tính nhá. Cầm cả dây đấy. Chẳng may trượt chân thì nó mình còn bám được. Nguy hiểm đấy nhờ. Anh lên trước nhá. Anh đây trượt dây. Hả? Ghê gì? Còn cao nữa cả. Cao lắm. Ủa, cái bước xuống ghê kìa. Quay ra đây. Nhưng mà nó có bậc lên mà. Có hả? Họ làm bậc này lên được. Được rồi, bật lên. Thôi, nó cũng là gì. Cầm dây nhá, đừng thả dây nhá. Quay ra. Hiện tại bây giờ mình đang leo một cái vách. Vách núi gọi là cũng khá cao. 20 mét. Đi đường này được không nhỉ? Được. Nhưng mà may là đá này nó không trơn.
leo từ dưới kia lên mà. Đấy. Cái lăn xuống nguy hiểm đấy. Đấy. À chai nước rồi gì? Em tưởng hòn đá rơi thì thôi. Rồi rồi. Đây là nó có sợi dây nhưng không sợ mấy, với lại đá nó không trơn. Từ từ nhá anh ơi. À Trần từ từ để anh đi trước. Rung lắc tí, mọi người thông cảm. Một lý do địa hình rồi. Cẩn thận nhé Trần nhá. Cầm dây đó không được chủ quan thôi nhá. Lăn xuống đây là coi như đứt cước luôn. Đấy. Sợi dây này cầm lên. Với mình đi từ dưới kia lên kìa. 20-30 mét. Hơn đấy. 40-50 mét đấy. Đấy dây buộc ở đây này. Rửa chân, rửa chân. Ui. Hả? Rửa tay rửa chân. Đấy, cẩn thận nha. Anh em vừa đi leo lên dốc xong, bây giờ lại bắt đầu đi ngang. Đoạn hơi trơn này, đoạn dưới vực này là sâu này. Rơi xuống đây thì chỉ có xác định thôi. Cứ bước nhẹ nhẹ là được mà chơi. Bây giờ anh em mình phải đi từng người một. Đấy, hai người đi trước, hai người đi sau. Sắp đến cái tầng 2 là đi đường đi. Ui rơi rơi rơi. Đây là tầng 2 mà. Rơi à? À đây là tầng 2 rồi anh. Ừ. Ô, thế anh đi đâu đấy? Đi ra ở phần cái nhúng để đẹp ở đấy. À. Đi đường này là đẹp hơn à? Đây thôi, ngoài là đây đi ngoài thôi. May là hôm nay có anh là hướng dẫn viên. Không thì bọn mình cũng không biết đi đường nào được. Đi vào đây. Ui. À. Đây nhú đá này. Đây nhú đá nhìn như kiểu kim cương ấy nhỉ. Nhìn như kiểu là đẹp nhỉ. Trắng tinh luôn nhỉ. Em chụp kiểu này lên đẹp. Đây là nhú đá kiểu này này. Đẹp lắm. Xoay ra vào kia được. Thành tua tua nhìn như kiểu là dế cây ấy. Như kiểu là gai bồ kết này, nhìn chẳng khác gai bồ kết. Chụp một loạt vào tí trong kia rồi. Đấy, trong kia kìa. Từ trên kia xuống đẹp kìa. Nhìn thấy gai bồ kết thật đẹp. Mới camera bị đất bắn vào đây hết rồi. Nhớ bà đập vào cái này nhá. Rồi rồi. Rồi anh em mình lại tiếp tục đi tiếp. Lau camera đó. Trong này có nơi sóng điện thoại. Em có sóng điện thoại đó. Soi ra ngoài cái này này. Ồ đấy. Úi, phải công nhận là trong này nó hang, trong này nó sạch lắm. Sắp tối rồi đấy. Đẹp cực luôn. Soi ngăn như này vào trong kia còn đẹp hơn. Được chưa anh? Ủa ngồi đây. Trèo lên trên này. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Ở đây phải không? Hầu như là từ cửa hang đến trong hang thì chỗ nào cũng có nhiêu đá. Khắc tên à? Học hết cả kỳ quan. Không, cái này nó vẫn giữ được cái vẻ hoang sơ đấy. Nói chung là không con người vào cái trong này. Cái hang này phải đẹp hơn hang Lùng Quý nhiều. Ừ.
hàng thăm lùn quý thì nó hẹp rồi. Nhưng với cái hàng thăm lùn hàng này là nó rộng hơn nhiều. Hàng thăm lùn kia nó có sâu không? Em có xoay được trên này không? Được anh. Nhưng mà đoàn là trong trong này còn nằm không? Mười số phút. Anh có tin đây bao giờ được? Trên này đẹp lắm, trên này hơi cao nên là tối quá nên là không soi thế cho mọi người xem được. Bây giờ tiếp tục đi vào trong đây, chẳng khác đi vào một con hẻm phố Hà Nội này, y hệt một con hẻm luôn. Đây giống như là cái đường mà người ta tò mò ấy nhỉ. Hang này là bây giờ khóa rồi nên là không có người nào vào đây. Ở đây có một cái buồng nhé. Đây là phòng, phòng VIP, VIP 1. Làm sao đấy? Đúng mà, đây như cái phòng luôn đấy. Đẹp thật. Đi vào hành lang. Thế đây hết rồi. Thế thôi nhỉ. Đẹp kia ra. Ồ, trên kia, ồ, trên kia. Lùi ra vào dưới này xem. Em lùi ra vào đây qua. Nhóm này mới là đẹp nhất. Trên cao quá nhỉ. Vậy trong này tối quá không zoom vào được. Không lên hết được. Tối quá. Thôi cho cao quá anh ạ. Thưa anh em mình ra thôi nhỉ. Bây giờ ra còn là một cả một thử thách. Đẹp rất. Giờ anh em mình ra là cả một thử thách nữa. Một hai cây nữa. Hang này nếu mà đi hết thì anh ấy bảo đi một cây số. Nhiều như đá đẹp lắm. Như pha lê luôn. Cái này cao lắm. Nếu mà cái chỗ này thấp thì bảo nó lên đẹp nhé. Lên cái nhà. Bây giờ là anh em mình bắt đầu đi ra nhá. Vì đi bộ một thời gian cũng khá mệt rồi. Bởi vì đi vào trong hang sâu này là nó thiếu oxy nên là đi nó mệt lắm. Đi đi trước đi sâu. Mình phải công nhận là hang ở trong này nó rộng. Rộng và nó giữ được cái vẻ đẹp hoang sơ. Con người là ít vào đây. Ui, nhiều đá này, như kim cương. Đi vào trong này còn đẹp hơn như nhà. Ui dồi, cái kia kìa. Nhìn cái nhu đá kia nối kìa. Đói, nối từ dưới chân lên đến trên kìa. Không ra khác gì một cái thanh đao. Cái này nếu có tiền thì mình truy vào mình chỗ ngồi đi nói. Không, nếu mà có điện vào trong này thì đẹp lắm. Đây nha mọi người, nhìn cái này chả khác gì con vẩy cá này. Nước nó rơi xuống này. Còn đây có cái trụ này. Trụ này phải cao đến chục mét luôn. Đấy. Ngược lên còn chưa hết này. Đấy, bây giờ anh em mình lại bắt đầu đi xuống cái đoạn lúc đấy đi lên đeo dây này. Người chắc phải bỏ máy quay thôi. Xuống dưới đoạn này không dám quay đâu. Vì sợ trượt chân. Đá ở đây thì nó không trơn đâu. Nhưng mà cái này nó cũng hơi dốc. Nên là cũng hơi sợ một tí. Em xuống trước nhanh hơn nhá. Ừ, xuống trước đây đi. Nó không khỏe mấy đâu. Đấy, trường số bạn đến đấy là đợi anh. Xong là bọn anh lại xuống, xong lại đi xuống tiếp. Từ đây xuống dưới kia chả 50-60 mét nhờ, 50 mét đấy. 20-30. Xuống đấy. Đấy, giờ mình xuống trước bây giờ. Em Trần nó đi sau. Cầm dây cẩn thận nhá. Cầm dây nhá. Cầm dây đi. Đá này thì nó không trơn mấy đâu. Và mình cứ phải cầm dây cho nó an toàn. Với lại họ làm bậc ở đây hết rồi. Năm giờ rồi anh. Bây giờ mình cũng đi ra rồi gì nữa nhỉ? Yeah. Bây giờ sẽ anh em mình đi ra đây.
sẽ có dịp hôm nào mình sẽ lên đây, nhưng mà phải lấy cái đèn nó sáng vào cơ. Đèn này là hơi yếu nên là không thể quan sát được hết được. Đèn này nó chỉ bảo là thấy đường mình đi thôi. Đèn này chỉ là soi đi đường thì được, còn soi bao quát xung quanh để mà chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thì lại không được. Đây này, đoạn này nó đổ xuống nhá mọi người nhá, đổ xuống này, nó rơi từ trên này xuống đây, nhú đá đây. Đói. Ôi dồi, đẹp lắm trên này. Trong này hôm nay rất tiếc là mình không mang cái đèn pin đi hôm nay, bởi vì là không chủ động đi vào đây. Hôm nay là tình cờ thôi. Đấy, đú đá đẹp cực kỳ luôn. Trong hang thì kiểu gì nó cũng mùi mà. Đú đá này. Đây, đoạn này nhá. Đoạn nhú đá đoạn này này. Trong này nó có một cái hốc này. Đoạn này như kiểu là đứng ở đây chả khác gì như kiểu là đứng ở lâu đài ấy nhá. Nhú đá ở trên nó kín hết mà. Nhìn qua điện thoại thì nó hơi tối một tí, nhưng mà phải công nhận là nó đẹp thật. Có cư dân sinh sống đây à? Có mà, nhện to đấy. Nhện á? Cẩn thận nhện độc nhá. Độc đấy. Nhện răng tơ à? Nhện độc đấy. Độc đấy, đừng có sờ vào nhện, nguy hiểm. Độc bàn tơ đấy, anh em đã làm vào độc bàn tơ rồi. Ở đây có cây cùn này, anh đi qua đây. Đi ra ngoài cửa. Đây này, trên đầu này rất nhiều nhú đá luôn này. Đi vào trong đấy à anh? Ôi dồi ôi, trên kia trắng pháo như tuyết nhỉ nhờ. Đẹp thế nhỉ? Cái này nó phải móc đâu nhá, nó tự tràn thôi. Nó là giọt giọt nước ấy. Giọt nước nó tạo thành đấy nhờ. Đường này có phải đường ra không? Em này. Ô nhìn. Đường này là cái hôm nào phải sát ở sau này á. Đẹp thế nhỉ? Nhìn như tuyết luôn. Đó. Quay ra đây. Đi tới à? Ai chào. Đoạn này còn kinh khủng hơn cơ, nhá. Wow. Cái này rung phát là chắc là đổ gáy xuống đấy, nhá. Không rung làm gì nói thế chứ. Đi qua ui, sợ. Anh ui. Đây nhá. Anh cứ nhìn này. Cái này cái sai rồi. Ôi, đẹp thế. Nhưng mà ở đây có cái dế cây con dế cái gì đây? Dế cây ở trên đây nào. Nước này rất trong luôn, nước sạch. À, ôi trong kia đẹp chưa? Ôi nhìn như cái bàn. Trong này đẹp thế nhỉ? Nhỉ. Quá tuyệt vời luôn. Cái này mà người yêu thích vì cái bonsai người ta rất là thích tìm kiếm loại này nha. Nhú đá là đẹp cực kỳ luôn. Cái một cái trụ này. Đây chả khác gì có một cái bể luôn nhờ. Đấy, đá đấy, cứng đấy. Đẹp thế. Cái này là đá. Ủa hang ở trong hốc kia nó còn sâu đi vào trong kia kìa. Cái này chả khác gì cái trụ nó ra đây này. Cái kia có một cái trụ này. Đấy. Mai nó kết ngoài vào. Một cái trụ này. Đẹp. Đi. Bây giờ mình đi xuống ao nhá anh nhá, xong là tắm một cái nữa xong về. Đâm đi một đoạn rồi.
Đây anh để thế đúng không? Nước nó chảy xuống nó khắc dính lại đấy. Đây. Anh nhìn này, nhìn này nó còn đẹp này cơ mà. Anh Gốc. Cái này lúc anh xem rồi. Cái này là nó trắng như tuyết đây. Thử sờ xem nó cứng không? Cứng mà. Cái đoạn trắng kia sờ xem cứng không? Hay là nó tạo thành như kiểu là nấm kia? Cứng. Cứng à? Chả khác gì mà trắng cứng nhá. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống bể nhá, bể nước ở đây. Đi đường nào anh? Ôi, đây này. Đây là có một cái hồ này. Hồ sâu luôn. Kia nhú đá xuống kia kìa. Đấy. Hồ sâu lắm. Anh ơi, cái này có sâu không anh? Sâu khoảng khoảng bao nhiêu mét anh? Hơn chục mét cả. À, thế là sâu ấy nhờ. Xem có con gì của nó sinh sống ở đây không? Ôi trời ơi, nước trong veo. Sợ có máng xà máng sủng gì không? Soi đấy con gì đỏ vàng thì em chắc em chạy mất thôi. Rồi, nước trong veo. Mình không tiện xuống đây nên là mình đứng đây quay qua thôi, bởi vì nhìn cũng ghê lắm, nói chung là tối om. Đẹp thật sáng mà. Hôm nào phải lấy đèn sáng vào cơ nhỉ? Đấy. Cái loại đèn áp cao kia. Đây mình quay qua này rồi các bạn phải tưởng tượng nó rộng nào. Không nói phét là đúng như một cái sân bóng luôn. Đấy, bên kia có một cái bể gọi là cái hồ. Đập mẹ bên này đấy nhỉ. Chứ phải đi khi từ đây ra này. Nó đi khi từ đây này là. Nó lại phá như thế này. Nó có đường đi hả anh? Đấy. Đây là đường mình đó. Là không đi đường này đúng không? Đường kia đi đúng không? Đi. Đường đi đường lúc vào đầu tiên chứ. Đấy. Trước thì nó chui ra kia về này, chỗ này là thang hay là đập. Thế là sắp đến cửa chưa nhỉ? Cửa ngay đây luôn. Đấy, thấy sáng chưa? Đúng là cái đoạn hang vào này là không để ý cái đoạn này nó rất bé nhỉ? Đấy, rất bé mà phải nhớ là có một cái bể nước. Hang trong là rất rộng nhưng mà đây này, các bạn nhá. Tưởng tượng là một cái lối vào nó chỉ bằng một cái gọi là tầm khoảng độ 2 mét vuông thôi. Mà đi vào trong đấy nó cảm to như một cái sân bóng luôn, chỉ có mỗi cái đường ra bé tí này. Nên là phải những người gọi là thổ địa đây thì mới dám đi. May mà hôm nay là có anh đi cùng đây, cửa hang đây, bé tí đây. Cuối cùng mình thấy mặt trời mà. Thôi bây giờ anh em mình ra đến cửa hang rồi thì chắc mình xin tạm dừng video tại đây thôi. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Hôm nay là không mang đèn, hơi tối. Đấy, ra đến cửa hàng rồi nhá. Mỏi hết cả chân. Ôi trời. Ai mà muốn trải nghiệm vào đây thì liên hệ với mình nhá. Ở trong kia có tập thật đấy. Ra đến ngay cửa này mới khó thở. Ra đến ngoài này nó thoáng hẳn nhờ. Không quen nên mình không quen môi trường. Môi trường thì trong đấy oxy nó thấp nên là bây giờ mình ra đây cảm thấy nó sảng khoái hẳn. Tí ra bên này đấy. Đường đi về rậm rạp phết đấy. Xem ra tận đâu à. Thôi anh em mình đi vào tầng 2 chắc là phải đi ra kia đấy. Đấy. Đây là cây nghiến đúng không anh chờ? Không phải, đây không phải. Cái to này. Tạp. Tạp. Ôi trời tối mẹ ơi. Thôi về thôi nhỉ. Anh em mình về nhá. Thôi xin chào và hẹn gặp lại nhá. Ô trước mình à. Bye bye. Anh em kia về nướng.